được trao tặng với những món quà thân thương dành cho các con. Thật đúng rằng là nước biển mênh mông khắp năm đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tạo tận sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha, là mẹ luôn được lo lắng, luôn được vun vén cho hai con được hạnh phúc vẹn tròn. Cho phép hai con của cha mẹ ngày hôm nay, những người làm chương trình sẽ được hoàn khép hai đời cho tương lai. Xin được kính thưa với toàn thể các cụ, các bà, quý vị khách quý xa gần thân mến. Quý vị đang có mặt tại sân khấu cưới của gia tộc họ nhà trai chúng tôi, tại tư gia của ông bà Cao Văn Hai, bà Hạ Thị Ba, từ Điện Giang, Điển Lư, Bá Thước, Thanh Hóa, để cùng sống chung trong câu chuyện tình yêu và một cái kết viên mãn cho chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến. Xin được kính thưa với họ tộc hai bên bốn họ, với toàn thể quý vị khách quý xa gần thân mến. Theo lời thề tin yêu mà Cao Thái và Yến được dành trao cho nhau, họ nguyện thề cả cuộc đời này để trở về bên nhau, chia sẻ và chăm sóc cho nhau đến suốt cuộc đời.
Và nhận được tin báo thương yêu đó, gia tộc nhà trai cùng gia tộc nhà gái chúng ta đã cùng nhau vun vén chung tay setup cho mối lương duyên này. Và như vậy bước đầu gia đình nhà trai chúng tôi đã giảm ngõ đặt câu. Đêm nay ngày cưới mới đậm sâu nghĩa tình. Trong trình tự lục lễ cho phong tục cưới hỏi của quê hương Việt Nam chúng ta, gia tộc nhà trai đã được hoàn tất tại tư gia của gia tộc họ nhà gái. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, với cơi chầu dẫn lễ cuối cùng, đó là cơi chầu dẫn lễ cung nghênh, còn gọi là cơi chầu dẫn lễ đón dâu, đã được gia đình nhà gái chấp thuận và cho phép cô dâu chú rể trở về sân khấu cưới này để trực tiếp nên duyên chồng vợ chưa sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, và để bày tỏ với tất cả niềm vinh hạnh của gia tộc nhà trai chúng tôi, của chú rể và cô dâu, ngày hôm nay với gia tộc nhà trai tôi cùng chú rể đã mời trở về đây với nữ ca sĩ Nhật Uy, xin được thay lời cho gia tộc nhà trai, thay lời cho chú rể để được truyền tải tới quý vị thông điệp mến khách với lời mời vinh hạnh và trân trọng nhất của gia tộc họ nhà trai chúng tôi. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị cùng nhau trở về với xứ Kinh Bắc, về với những liền anh, những liền chị qua tổ khúc Giao Duyên Mời Chầu do ca sĩ Nhật Uy thay lời cho gia tộc nhà trai, thay lời cho chú rể truyền tải tới quý vị thông điệp vinh hạnh nhất của gia tộc chúng tôi, của chú rể và cô dâu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được trân trọng kính mời ạ. Quý vị thích đến chơi nhà, đất thẳng quận nước qua trà người xưa, yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mới tất lại bằng ba tiếng gần. Chân cầm đầy chưa.
cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ vâng, xin thưa quý vị thân mến, như vậy vừa rồi quý vị đã cùng nhau được đón nhận với tổ khúc Sao Duyên Mời Chầu. Và đó cũng chính là lời mời trang trọng nhất của gia tộc nhà trai chúng tôi, của chú rể và cô dâu, được truyền tải tới quý vị. Mong muốn quý vị hãy cùng nhau vui mừng an toàn siêu tại vị trí bàn trà của gia tộc họ nhà trai trong buổi chiều nay, để cùng nhau vun vén, chung tay minh giám cho khoảnh khắc nên duyên chồng vợ của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến. Xin thưa với quý vị thân mến, và quả đúng thật rằng với những miếng câu, với những miếng chầu thắm, với những miếng câu xanh, để cho duyên anh được thắm mái với duyên nàng, để cho lễ cưới này thật là rộn ràng, để cho tình đôi lứa được quyện mê say. Thưa với quý vị thân mến, và ngày hôm nay cũng chính là dịp để hai bên gia đình chúng ta được tụ hội trở về nơi này, cũng là dịp để gia tộc nhà trai chúng tôi được kính cáo với gia tiên tổ đường về mối quan hệ của hai con trẻ, về sự kết giao của hai bên gia đình, hai bên họ tộc. Trước quan hệ hôn nhân lâu bền của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến, gia tộc nhà trai cùng gia tộc nhà gái chúng ta đã đi đầy đủ với những trình tự lục lễ trong quan hệ của hai bên gia đình thông gia, cũng như của tình yêu của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến, để chọn được ngày lành tháng tốt khung giờ thiêng liêng để nên duyên chồng vợ cho chú rể và cô dâu. Đến ngày hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Hợi, lễ cưới của Cao Thái, Hải Yến được phép chính thức cử hành tại tư gia của gia tộc họ nhà trai với sự đồng ý của hai bên gia đình, với sự cho phép của pháp quyền địa phương, và đặc biệt trên cơ sở tình yêu của Cao Thái, Hải Yến đã đến mùa thương yêu nhau để thể nguyện sắt tay nhau về xây dựng hạnh phúc mãi mãi. Xin được kính thưa với họ tộc hai bên gia đình, thưa với toàn thể quý vị thân mến, trong những ngày mùa đông thân thương này, quý vị nghe trong gió heo may vời vợi gọi đông về, để cho lấy vợ, để cho em lấy chồng, để theo được xe duyên thắm trăm năm, để chúng ta được đắm say nhau, yêu thương nhau trọn cả cuộc đời thân thương và gắn kết này. Vậy xin thưa quý vị thân mến, đồ hạnh phúc của những người làm chương trình chúng tôi đã điểm khung giờ thiêng liêng, khung giờ nên duyên chồng vợ cho chú rể và cô dâu mà gia tộc nhà trai ân định đã tới. Vậy trong giây phút này, xin phép tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đã có mặt tại sân khấu cưới này, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin phép trình chồng tuyên bố, từ giây phút này, từ ngày hôm nay trở đi, chàng trai Cao Thái, cô gái Hải Yến chính thức là vợ chồng. Xin thưa quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng dành những mắt tuyệt vời của mình trở về sân khấu cưới này, được minh giám cho sự diện của chú rể và cô dâu. Xin mời Cao Thái, xin mời Hải Yến đứng dậy tại vị trí phúc của mình, được cung kính cúi chào hiện diện ra mắt dâu rể trước toàn thể quý vị. Xin mời hai em cùng nhau cúi chào. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho sự diện của chú rể và cô dâu. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị, thưa với họ tộc hai bên gia đình thân mến, đã được hiện diện trước toàn thể quý vị trong buổi lễ hôm nay, đó là sự diện của nàng dâu Hải Yến và chàng rể Cao Thái. Như vậy từ ngày hôm nay, ông Cao Văn Hai, bà Hạ Thị Ba đã chính thức đón thêm nàng dâu mới là nàng dâu Hải Yến, và gia đình ông Cao Văn Cường, bà Lê Thị Bình đã chính thức đón thêm chàng rể Thảo là chàng rể Cao Thái. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, như vậy Cao Thái, Hải Yến đã nên duyên chồng vợ, để hai bên gia đình thông gia chúng ta tình cảm ngàn năm sẽ còn nguyên vẹn và phúc trăm năm sẽ vẫn mãi đẹp đôi. Vậy xin thưa với toàn thể quý vị, họ đang đứng bên nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Từ giây phút này đây, họ sẽ nắm chặt tay nhau để chuyển hơi ấm, cùng nhau vượt qua những ngày đông giá. Họ sẽ là những cơn gió mát để có nhau vượt qua những ngày hè oi ả, nắm chặt tay nhau vượt qua những phong ba của cuộc sống, những bão giông của cuộc đời. Bởi lẽ rằng là từ giây phút này đây, họ đã là cuộc sống, là cuộc đời của nhau. Vậy xin thưa với toàn thể quý vị thân mến, giữa khoảnh khắc nên duyên này, với khung trời nên thơ này, trong câu chuyện tình yêu của họ, trong giây phút này đây, chú rể cô dâu họ muốn trao cho nhau với kỷ vật gắn kết, đó là kỷ vật hạnh phúc, là vòng nhẫn cưới thiêng liêng mà chất giữ bấy lâu nay họ đã chất chiêu gìn giữ, chất giữ với tất cả trong đó là tình yêu, niềm hạnh phúc và trái tim chung thủy. Vậy xin thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị của dành mắt tuyệt vời của mình trở về sân khấu cưới này, được cùng lạc vào khu vườn tình yêu với chú rể và cô dâu qua vòng nhẫn cưới yêu quý mà chú rể cô dâu trực tiếp dành trao lên vòng tay cho nhau, để khẳng định rằng nghĩa vợ chồng sẽ mãi mãi bền chặt và tình yêu sẽ là vĩnh viễn. Xin mời chú rể cùng trao kỷ vật tình yêu của mình. Xin thưa quý vị, và đây là kỷ vật tình yêu của Cao Thái. Cao Thái nguyện sẽ dành cả bờ vai này, cả tấm thân này để được che chở và chăm sóc cho Hải Yến đến suốt cuộc đời.
Và đây chính là kỳ vật thiêng liêng mà cô dâu Hải Yến dành trao cho người chồng yêu quý của mình. Cô dâu Nguyễn sẽ là người vợ đảm của chú rể Cao Thái, nàng dâu hiền của gia tộc và nhà trai. Họ sẽ thề với cuộc đời của nhau rằng thề cho sông Cạn đá mòn thì ta tăng tháng 5 năm vẫn tròn. Và xin được thề rằng chắc tròn đẹp đất đêm rằm, đêm nồng chung gối mặn nồng bên nhau. Chúc quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình yêu. Xin mời hai em tiếp tục buổi lễ của mình, chuyển ở bước chân trở về với tháp rượu hạnh phúc. Xin mời chú rể khui ra rượu champagne đầu tiên. Xin thưa với toàn thể quý vị thân mến, hòa trông vào sắc gió, sắc nắng và với cả một hồn người mênh mang là một tình yêu mênh mông của chú rể và cô dâu. Và quyền ở trong đó là sắc màu tình yêu của tân lang Cao Thái và tân nương Hải Yến. Với những tâm hồn hạnh phúc của quý vị, hãy cùng dành những lời chúc mừng thiêng liêng tới tân lang và tân nương để cho tình yêu của họ được lan tỏa tới mỗi người, tới tất cả mọi người và để cho không gian cưới của gia tộc nhà trai ngày hôm nay đó là một không gian tràn đầy hạnh phúc và một không gian ấm cúng của tình thông gia. Xin mời em cùng nhau chung tay. Vòng tay trong vòng tay họ đã gắn kết bên nhau, gắn kết từ vòng tay cho đến trái tim, từ nụ cười cho đến tâm hồn và niềm hạnh phúc. Ánh mắt nụ cười dành trao cho nhau suốt cả cuộc đời này, lan tỏa với làn khói mông lung. Đó là câu chuyện hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Họ sẽ đắm thay nhau như những men say của champagne rượu nồng. Đó chính là những men nồng của tình yêu gắn kết. Xin thưa quý vị thân mến, với những giọt rượu nồng say hạnh phúc này của tân lang Cao Thái và tân nương Hải Yến, để khẳng định rằng trong một mối lương duyên lâu bền, một tương lai vẹn tròn cho chú rể và cô dâu, với những nồng say, với những đám đuối, họ sẽ luôn khát khao nhau, yêu thương nhau cho đến suốt cả cuộc đời này. Bởi lẽ rằng là ngôi nhà hạnh phúc họ đã xây dựng lên từ giây phút này đây, họ sẽ luôn gìn giữ để có nhau mãi mãi với ngôi nhà tương lai họ đã xây lên từ giây phút này. Xin mời chú rể của cô dâu rót với ly rượu tình yêu này. Xin thưa quý vị thân mến, thật là hạnh phúc, thật là đáng yêu với nụ cười dịu dàng, với vòng tay thật là gắn kết của chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Họ đã dành trao cho nhau với hai ly rượu tình yêu ngập tràn hạnh phúc, còn gọi là rượu giao bôi giữa tân lang và tân nương cùng trong giây phút này. Vậy xin thưa chú rể Cao Thái, cô dâu Yến, hãy thật khẽ thôi, thật nhẹ nhàng thôi để cùng nhau nâng ly rượu tình yêu ngọt ngào này. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho hạnh phúc lâu bền, tức là trọn đời cho chú rể và cô dâu đi ạ. Xin mời em tiếp tục buổi lễ của mình. Xin thưa quý vị thân mến, đây là bánh 3 tầng với 3 tầng bánh thiêng liêng, với màu trắng tượng trưng cho màu trắng tinh khôi. Trong buổi sáng mai, Cao Thái, Hải Yến sẽ thức dậy cùng nhau với nụ cười viên mãn. Xin mời chú rể cô dâu cùng nhau cắt tầng bánh đầu tiên từ dưới lên trên. Tầng bánh đầu tiên sẽ được cắt để tri ân cảm tạ tới công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Xin mời chú rể cô dâu cùng nhau cắt tầng bánh thứ hai. Tầng bánh thứ hai sẽ được cắt để tri ân báo hiếu tới công vun vén cho mối lương duyên này của hai bên gia đình. Và tầng bánh thứ ba là tầng bánh đặc biệt nhất, còn gọi là tầng bánh phu thê. Người ta có câu nói như thế này: vợ chồng thì nghĩa nặng tình sâu, yêu nhau cho đến bạc đầu vẫn yêu. Xin cảm ơn chú rể, xin cảm ơn cô dâu. Mời chú rể cô dâu trở về vị trí của mình. Xin thưa quý vị thân mến, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau tiếp tục buổi lễ với câu chuyện tình yêu của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị, vừa rồi quý vị đã cùng nhau được trải qua với những sắc màu của tình yêu, những cung bậc của cảm xúc, và đó là những liên tục quan trọng trong lễ cưới của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến. Thưa với toàn thể quý vị, đúng rằng duyên đã bén duyên thì trăm năm ngàn năm tình vẫn vậy, đôi ta yêu nhau để mùa xuân là mãi mãi, để con đường này, để bầu trời này sẽ là của hai ta. Đôi ta yêu nhau đắm say, dù là biển cạn sao rời thì tình nghĩa vợ chồng khăng khít thủy chung. Nay đôi hạnh phúc nở rộ trên vòng tay của tân lang và tân nương, trái tim họ đã thuộc về nhau mãi mãi, để từ giây phút này hai bên gia đình chúng ta tình cảm ngàn năm sẽ còn nguyên vẹn, và hạnh phúc trăm năm sẽ vẫn đẹp đôi. Và có lẽ từ ngày hôm nay đây, hai trái tim vàng trăm năm sẽ vẫn đập nhịp nhàng bên nhau, mà cái chầu lại không thể thiếu cau cho em thắm, cho lòng anh say, ước mơ mong đợi tháng ngày lớn hạnh phúc bây giờ đã là đây. Vậy thưa quý vị, gia đình nhà trai chúng tôi đã vui đón dâu hiền, thêm tình thêm nghĩa thêm quyền mẹ cha, trước để vui cửa vui nhà, sau hạnh phúc cũng là vui riêng. Xin được thay lời cha mẹ như khuyên, chúc cho Cao Thái, chúc cho Hải Yến được hạnh phúc bên nhau trọn đời. Và xin được một lần nữa được thay lời cho tân lang, cho tân nương, cho gia tộc hại nhà trai chúng tôi, xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chuyện trò, cùng chung chén nước miếng chầu thông gia, và để chúc cho hạnh phúc thăng hoa
chúc cho họ sẽ càng gần nhau hơn. Điều quý vị trở về sân khấu cưới này để được đón nhận với một quà âm nhạc đầu tiên chúc mừng cho chú rể và cô dâu. Thưa quý vị thân mến, và tất nhiên rồi, với những ca khúc chúc mừng cho chú rể và cô dâu ngày hôm nay sẽ được dành lấy ưu tiên tới sự hiện diện của gia tộc Hoàng Nhà Trai. Xin được giới thiệu sân khấu với giọng ca của anh Minh Quốc đến từ gia tộc Nhà Trai với một quà âm nhạc chúc mừng trao tặng tới chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời anh. Xin được chân thành cảm ơn anh Minh Quốc rất là nhiều với một quả âm nhạc rất là ý nghĩa. Xin thưa với quý vị thân mến, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nhau trở lại với lễ cưới của chú rể Cao Thái và cô dâu Hải Yến.
Xin thưa với toàn thể quý vị, trong câu chuyện mà hạnh phúc của chú rể Cao Thái và cô giáo Yến bắt nguồn từ những đêm trăng vời vợi, từ những ngày mùa xuân ngắt hương yêu đương, đôi bạn trẻ chúng ta khác xóm nhưng lại cùng thôn. Họ đã cùng thương yêu nhau để chia sẻ cho nhau, nguyện suốt cả cuộc đời này để cùng trở về xây dựng chung một mái nhà. Xin thưa với toàn thể quý vị, đúng rằng là hoa thơm ngát cho anh thương em bấy đó, để gió mùa đông đưa nàng đến bên anh, nay câu thắm lá chầu xanh, để cho chân anh được thắm mái với xuyên nàng. Thế biết rằng đó chính là duyên kỳ định, để cùng trao nhân duyên hạnh phúc muôn đời, yêu nhau tính chuyện bạn đời trăm năm. Vậy xin thưa với toàn thể quý vị, để cùng vun vén xây đắp cho mối lương duyên của Cao Thái và Yến, để cùng hướng tới những tương lai lâu bền, một hạnh phúc viên mãn cho chú rể và cô dâu, ngày hôm nay với họ tộc nội ngoại của gia tộc họ nhà trai, những người thân yêu nhất của gia tộc nhà trai đã chuẩn bị kỹ lưỡng thật nhiều với những món quà hạnh phúc, đó là kỷ vật tân hôn mà gia tộc nhà trai mong muốn trở về sân khấu này để được trực tiếp dành trao tặng tới chú rể và cô dâu thay cho lời chúc mừng. Vậy sau đây, trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị khách quý hãy tiếp tục vui lòng an toàn siêu tại vị trí bàn trà của quý vị để được chung vui với những ly rượu nồng nàn, với những ly trà nồng ấm, được cùng minh giám cho những khoảnh khắc xe duyên mà gia tộc nhà trai chúng tôi sẽ cùng trở về sân khấu ngay sau đây. Xin thưa quý vị thân mến, và món quà hạnh phúc đầu tiên để dành trao tặng chúc phúc tới chú rể và cô dâu, xin được trân trọng kính mời giới thiệu với toàn thể quý vị. Với món quà bao la niềm thương yêu, chứa tràn niềm hạnh phúc, xin được vinh hạnh giới thiệu lên sân khấu món quà chúc mừng đến từ người mẹ thân sinh ra chú rể Cao Thái, là người mẹ chồng vô cùng kính quý của cô dâu Hải Yến, trở về sân khấu để dành trao tặng món quà chúc mừng tới hạnh phúc của hai con, tới con dâu yêu quý của mình. Xin được trân trọng kính mời. Xin được kính thưa với quý vị, đã được hiện diện tại sân khấu cưới này, đó là diện diện của bà Hà Thị Ba, là người mẹ thân sinh cho chú rể Cao Thái, người mẹ chồng kính yêu của cô dâu Hải Yến. Xin thưa quý vị, cha mẹ đã tảo tần sớm hôm, dành cả đôi vai gầy, cả tấm thân này để được chắc chiu, để được gìn giữ từ những giọt sữa đầu tiên, từ những bông thóc vàng đầu tiên, để sinh thành dưỡng dục chú rể lớn khôn cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, đúng tình mẹ thì những con nước chảy dài ra biển lớn, tình mẹ như cánh cỏ bay lả trên ruộng đồng quê hương. Nay chú rể đã lớn khôn, đón về cho mẹ, đón về cho cha, nàng dâu hiền là nàng dâu Hải Yến, món quà nhỏ nhưng tấm lòng son để dành trao tặng để cầu chúc hạnh phúc luôn đến bên hai con yêu quý của mình. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tấm lòng bao la của người mẹ kính yêu. Xin được chân thành cảm ơn bà rất là nhiều. Và một quà chúc mừng tiếp theo trong buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời giới thiệu lên sân khấu một quà chúc mừng đến từ anh trai và một quà chúc mừng của chị dâu. Xin được trân trọng kính mời anh trai cùng chị dâu. Cảm tạ món quà chúc mừng của gia đình anh trai và chị dâu rất là nhiều ạ. Và một quà chúc mừng tiếp theo trong buổi lễ ngày hôm nay hướng tới hạnh phúc viên mãn cho chú rể, cho cô dâu. Xin giới thiệu lên sân khấu món quà chúc mừng của gia đình anh Nam và một quà chúc mừng của gia đình anh Hải.
thân mến, và quả rằng ngày hôm nay đây, giới quê hương Tiền Giang đã trắng muốt màu áo cưới, lời ca đã có cả những hương lồng tặng nhau. Ngoài ra gió đã lùa ở hàng cao, mà trong đám cưới gia tộc nhà trai chúng tôi đã lại tràn đầy niềm vui. Xin thưa quý vị, đã lẽ chúng tôi cũng muốn để quý vị được ngắm nhìn chú rể và cô dâu đến tận sáng ngày mai. Tuy nhiên sau phút nữa, gia tộc nhà trai cùng chú rể cũng muốn mở ra một bữa tiệc dành để đón tiếp tới sự diện của gia tộc và nhà gái tới tận thầy bạn bè sang người thân yêu. Vì vậy sau đây xin mời chúng ta thầy quý vị, chúng ta dành mắt tuyệt vời của mình trở về sau cưới này thêm một lần nữa. Xin mời chú rể cô dâu đứng dậy. Trước khi khép lại buổi lễ tân hôn này, những người làm chương trình thì tôi sẽ được truyền tải tới họ tộc, người ngoại của gia tộc nhà gái, tới toàn thể quý vị khách quý, bạn bè xa gần thân yêu, lời mời thân quý của chú rể và cô dâu của gia tộc nhà trai. Xin chào kính mời tới toàn thể các ông các bà, các chị đến từ gia tộc và nhà gái, toàn thể bạn bè xa gần thân yêu, vui lòng nán lại sự góp cưới của gia tộc nhà trai chúng tôi để dùng chung bữa tiệc chúc mừng dân mới với chú rể và cô dâu. Buổi lễ tân hôn của chú rể Cao Thái và cô dâu Yến xin phép khép lại tại đây. Một lần nữa, những người làm chương trình tôi xin được truyền lời cảm ơn chân thành của họ tộc nhà trai, của chú rể và cô dâu. Chúc cho cô dâu, chúc chú rể được sang năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin chúc mừng.